có gì sửa hết là tốt rồi, dịch như vậy sao thì là được rồi. Nhưng cái này thì mình nó dịch ra thì có mấy cái cách dịch. Cách dịch thứ nhất là mình là không cần, nghĩa là không cần sắc tiếng Hán, ví dụ như là dựa theo tiếng Anh mà dịch cũng được á, dựa theo trang lấy từ, nhưng mà cái đó thì là cũng một cách thôi. Nhưng dịch đúng ra phải dịch sát chữ Hán, người ta sang dịch sai theo được chú dạy như này, thế là nhất về làm sao thực sự mình nói các ngài dịch sai chưa chắc gì là sai theo cách thấy của mình. Thành ra nhưng mà hiểu của mình cứ để cho hiểu của mình đi, mình cách ta thứ của mình nhiều mình cứ để là sai sửa lại. Tôi dịch xưa nay cũng vậy, cái vụ trưởng ngài hàm tôi biết nhiều cái chỗ dịch sai lắm, luôn phải để như thế chú giải chú thích theo cái nguồn đó, nguồn theo mấy cái chỗ giải thích trong tỷ bà sa trong luận đấu sao này thì thân ở trong những chỗ nào đó mình cho rằng cái chỗ này cái ngày gì chỗ này hơi chậm chút để đó. Đó hồi xưa đó ông cụ thầy đó, ông cụ tư đạo ông dịch ra kinh trường Ngài Hàm á, ông dịch cái chỗ nào mà mùa mưa ông Phật nó kỳ lạ quá ông bỏ sao cái trường tôi sửa lại không được, cụ đồng minh nó phải sửa chi dịch lại cho rồi, nghĩa là trong cái sách đó đúng cái sang biết mình cho rằng nói lung tung không biết, người ta thêm vào sau này cũng biết, mình chưa biết như thế nào cái gì cho sát cái đoạn là mình nghi rằng thêm vào sau này đó là vấn đề nghiên cứu. Trong cái nàng có nhổ Phật nó mình nói cái chuyện ông Phật nó lôi thôi quá, Phật nói về chuyện nếu ông thần mưa ông đi chơi, ông thần gió đi chơi, ông thần mưa ông đi chơi ông có mưa, khi ông về thì có mưa, ông thần gió mới chỉnh thì ông Phật nó muốn chuẩn nhắc nhắc mình chi đúng nữa. Nhưng mà mình cứ dịch ra không biết các ngài đăng ký vô hay là Phật nó có ý gì mình chả biết, thành cái dịch sát rồi sau đó mình sửa trong cái bản này. Vậy đương nhiên tôi giảng cho nó rõ ra những cái mình như vậy rõ hơn trong cái bản chữ Hán mình có thể hiểu hơn, thì cái lấy đó mà hiểu. Nhưng mà dịch sát thì chú giảng thì hiểu trong cái chữ này dịch ra ví dụ hoạt động thức là nghiệp, thực sự đây là hoạt động thức là gì, đó là các chuyển thức đó, là các chuyển thức. Thì mình nhất là trong dịch chữ nghiệp thì cứ để làm nghiệp rồi mình sẽ giải thích, tại vì đây không dính gì nghiệp cả, để chữ nghiệp là khi các ngài này hiểu chữ nghiệp như thế nào mà gọi là nghiệp. Thành ra nghiệp cũng phải là nghiệp báo, phải là nghiệp chướng, nghiệp này là chữ nghiệp theo nghiệp cổ điển, nghiệp mà trước khi Phật giáo nó chưa tới, người ta chưa tới Trung Quốc á, Trung Hoa người ta hiểu chữ nghiệp là gì, nghiệp là nghề nghiệp, nghiệp là chức nghiệp, chẳng phải là nghiệp báo. Thành phải hiểu như vậy để cứ để như một chú giải. Thành ra là dịch này thì cái đoạn như vậy được rồi. Bây giờ bắt đầu từ chỗ này ha, thân trụ thân tư sanh trụ trì mấy cái này. Đây là chữ Hán dịch sát này, thân này tư sanh là trụ trì, trụ trì là cái chỗ người ta ở đứng, đứng và cắm, mình gọi rằng là cắm dùi cắm chân vào đứng vào đó. Đương nhiên là chỗ này là nhà cửa rồi, nhà cửa chỗ ở đất đai, nhưng mà thường nghĩa rộng. Thì hai cái này bây giờ nó rộng lên chút này, thân này, tư sanh trụ trì này, ba chữ này thành ba chữ này, làm chia hai nhóm nhau trong sách đó, để cái này sẽ rộng rộng chút ha. Thấy chữ Hán không à, rộng chút sau đây này đấy, thân này tư sanh này thì cái này phải chia làm hai nhóm, thân và tư sanh. Thân này tức là trong sách nói chung là căn thân như kinh thì nói cách văn chương là thân thôi, còn đây là căn thân này. Căn thân là thân có căn, thân này từ trên cái tóc xuống tới dưới chân đều là có căn, trong một xúc căn, xúc căn là nhiều nhất từ cái chân tóc cho tới là cái ngón chân, đầu ngón chân, chỗ nào có dây thần kinh thì đó là thân căn, chỗ nào kéo nhớ nó đau, chân tóc nhổ sợi tóc chỗ nào đau thì chỗ đó có thân căn, chỗ nào không đau chỗ đó thân căn không mất. Trên thân người cũng vậy, chỗ nào cái thân chỗ nào vậy, chỗ nào chích thuốc tê vô chỗ đó không thấy đau thì chỗ căn nó biến mất, căn nó biến mất chưa hủy, tại vì thuốc tê hết căn nó tồn lại trở lại đó. Cái chỗ nào mà chỗ nó hư hẳn á, cái gọi ví dụ như cái chỗ nó gọi rằng là thân bị gì đó, bị bị cái gì quên rồi, bị hoại thư hoại tử, không bị hoại tử
cái chỗ đó không thể có xúc cảm được nên hoàn toàn hỏng luôn, thì đó cái thân căn chỗ đó nó mất. Đó. Còn ngoài ra còn cái bốn căn khác còn nằm trên thân, hai con mắt, hai cái lỗ tai, hai cái lỗ mũi với cái lưỡi, cái vị giác, tất cả những cái này thân căn. Cái này đó, thân căn này, còn cái hai này gọi là khí thế gian. Cái này tôi nói rồi, bây giờ nó thêm chút cũng được không? Khí, khí thế gian, khí là cái gì? Khí là cái đĩa, cái đĩa mình đựng đồ gọi là khí, nó là đồ chứa đấy, nó chung chung đồ chứa khí. Cái bát nữa, cái đĩa mình được Ấn Độ thì chắc không có dùng đĩa mà chắc phải dùng bát, thì gọi là cái bát. Bát mà bát thì Ấn Độ tôi chưa đi ở bên đội thành tôi cái bát thì dùng thế nào, nhưng cái bát đựng cơm á, nói chung đựng cơm gọi là khí thế gian. Nói cho mình hiểu ra trong cái thế gian có hai cái là tư sanh, trong chữ hai dùng chữ tư sanh, tư là hỗ trợ chút lợi cho, sanh là sự sống, chất là cái này, cái những cái mà gọi là thọ dụng tài sản của cải, những cái này đều hỗ trợ cho thân thể mình nuôi sống mình, thì nó gọi là cái đây là tư sanh này. Thì còn cái trụ trì là nơi mình ở, tức nhà cửa núi non đó. Thì nếu mà có nhà cửa không thì chỉ có nhà của mình, nhưng đấy thực sự ra chỗ nào mình đi được, đạp chân đến được đều gọi là trụ trì, ở được chỗ nào, chỗ đứng, tất cả chỗ đứng đến thế gian này. Thành ra mình dịch theo chữ nghĩa là trụ trì là gì, là duy trì sự đứng. Dịch nghĩa thấy hơi buồn cười một chút, chứ còn trụ trì không phải nghe đâu thầy trụ trì ở cái chùa đâu, phải không? Đây là chỗ đứng, đứng vững bất cứ chỗ nào trên cái mặt đất này, không những mặt đất mà cả chỗ nào, cả một trời một tăng, chỗ nào ta đứng được đó là trụ trì hết đó. Chỗ nào thì gọi là trụ trì, thì tất cả đó đều nằm trong khí thế gian. Còn cái tư sanh là cũng giới hạn chỗ nhà cửa của người ta, giúp đỡ ta ha. Thực sự trên thế giới này cái nào cũng thì tư sanh hết á, cây cối rồi thì ta bất dụng thôi, cây thuốc độc ta dùng một mình nó thì ta chết, nhưng mà ta dùng với cái khác thì ta sống, thì được gọi là tư sanh, tất cả những cái dụng của tư sanh. Thì tại sao gọi khí thế gian, đây là khí thế gian này. Đây là gọi là cái bát, bây giờ mình nói cái đĩa mình, cái chén mình được cái, trong cái chén á nó đựng đường hay là đựng mộc hay là đựng tôm, đựng cá, đựng thịt, đựng mỡ thì gì đó không biết, nhưng mà nó cho đẹp đẹp nó đựng đường ấy. Bây giờ trong nó có con kiến là cái ta này, kia là thân căn nha. Còn cái trong này là cái bát, cái đĩa đó, cái chỗ nào đứng được thì đó là trụ trì. Còn cái mà nó ăn được để sống, cái đó là tư sanh đối với con muỗi, đối với con kiến. Rồi bây giờ cái con kiến á, nó đứng ở trên cái bát, nó đứng ở trên cái tảng đường luôn á, nó đứng trên cái miếng đường, trên cái tảng đường, và nó ăn cái hột đường đó, thì đó gọi là tư sanh. Cũng giống như ta mà nói rằng ta là khỉ đi, té leo lên cây, rồi cái cây là chỗ trụ trì của ta, nhưng mà ta cũng hái luôn cái cây, ta ăn luôn. Hay là ta ăn lá, ta bức lá ta ăn, thì đây là gọi là tự sanh. Thì vì sao tôi nói hai cái này? Cái này là cái a là gia thức á, a là gia thức là của chúng ta, a là gia thức nó duy trì cả hai cái này, a là gia này. Nhưng mà khi a là gia thức làm cái nhiệm vụ duy trì này á, thì không gọi là thức mà gọi là a đà na thức, a đà na đó, dịch âm là a đà na, đúng là ta gọi đà na không cần gọi thức, mà gọi thức luôn được, đây là gọi đà na. Cái này giảng luôn trong bài chưa có, nhưng mà giảng luôn, trại đang nói tới cái chỗ tư sanh thì mình nói luôn để nó hiểu cái an lại vô luôn. Thì cái này á, khi mà khả năng duy trì cái thân này á, nó không có a đà na thì nó rạn, mà cả cái thế giới này cũng vậy, nó có cái a đà na thì a đà na có hai cái, a đà na cái thân của ta, đó a đà na của a. Thực ra Adana là gì? Nó là nghiệp. Nó là nghiệp tích lũy. Nghiệp tích lũy. Trong nhiều đời, nhiều kiếp, khi nghiệp tích lũy thành dị thục. Nghiệp tích lũy thành dị thục này, khi kết quả thành dị thục. Cái dị thục này chính là Adana. Lúc này nó gọi là Adana. Thì nhưng mà trong cái dị thục này nó có hai phần. Một phần là thân thể vô tri vô giác. Một phần khác á, là có cái lực nó duy trì cái nghiệp này, nó duy trì cái này, nó khả năng duy trì, đâu gọi là a đà na. Thứ hai chính là chấp trì thức, nhưng thực sự cái này gọi là nhẫn. Đà na là cho, gọi là đà na tính thí đấy,
đảng na tính tí tăng cái phước điện pháp đó, nhưng thiên đồng thành chánh quả vậy đó ha. Còn A là nhận, A đà na là nhận, nhận lấy giữ lấy, nhận lấy giữ lấy, tức là cái thân này á, nhận lấy cái thân này để duy trì cái thân này, duy trì sáu căn. Nếu không có nó duy trì á, nếu không có nó duy trì thì cái thân này cũng giống như cây cỏ vậy thôi, nó không có tồn tại, nó cũng rã ra lúc nào luôn, nó sẽ rã ra chắc chắn rồi rồi. Nếu mà không có cái thức cái nghiệp này là hết. Cái nghiệp ta trong quy định giống như lập trình vậy đó, lập trình ta lập trình có giới hạn á, là cái tuổi thọ lập trình đó, là cái máy nó chạy bao lâu thì hết pin, mình lấy pin còn đúng là hết cái máy luôn á. Thì là tới đó thì không cho hoạt động được nữa thì cái nghiệp này cũng mất, tức là cái nghiệp này mất rồi, không còn duy trì cái thân này, thân này tự tự nó rã. Nếu không đưa vào lọ định hưng hòa chôn trên đất thì lúc nào đó rồi dồi bỏ cũng xé hết, rồi chừng 2-3 năm sau bốc mộ lên thì chỉ còn xương trắng không mà. May lắm là cái chỗ đó không bị nó chưa bị không khí chứ bị tiêu hủy thì còn rời ra đó. Thì khi thế gian cũng vậy, thì thân này danh từ bởi gì là bởi biệt nghiệp này, nghiệp riêng của mỗi người nghiệp ha. Thân căn này này gọi là căn thân, thân là duy trì bởi cái biệt nghiệp, còn cái khí thế gian này là duy trì bởi cộng nghiệp, nó cộng nghiệp nghiệp chung, nghiệp chung để cùng tạo ra nghiệp chung này hơi là khó hiểu. Nó từ vô thủy, nó giống di truyền vậy đó. Thực sự ra có những di truyền cá biệt, ví dụ như người sinh ở Việt Nam thì có di truyền thế nào, mắt tai mũi lưỡi như thế nào, rồi trong cây cối đó, núi non đất đá nó sẽ tạo ra từng người như thế nào. Rồi ngay trong cái nước Việt Nam này, ba miền Nam Bắc và Trung, núi non khác, sông ngòi khác, mặc dù cùng một tổ tiên nhưng mà tánh tình nó sẽ khác. Rồi sau đó phát triển cái xã hội tùy theo nó, thí dụ Nam hai miền kia, Nam với Bắc, thì trong vòng 20 năm mà người Nam ấy gặp với người Bắc, hai người gặp nhau giống như hai người ở ngoại quốc gặp nhau vậy đó, nói tiếng Việt nhưng mà tình cảm khác nhau, cách cư xử khác nhau. Một thời gian sau hòa hiệp, còn không thì giống như là hai kẻ chưa nói hai kẻ thù gặp nhau đó, mà hai người xa lạ. Tất nhiên là đây gọi là cái cộng nghiệp nó tạo ra như vậy đó. Trong cộng nghiệp này người Việt Nam sinh ra nó phải có cái tánh tình, cho nên chia cái tay ghét tập thể luôn, hơi đúng trọng á. Thí dụ một người Việt Nam có nhiều ăn cắp thì bọn Nhật nó cái bọn na ăn cắp là cái tập thể dễ đó. Rồi thí dụ mình qua bên Đài Loan, mình qua tu bên đó, mình tu á ở trong chùa, mình thấy Đài Loan khu chùa Đài Loan giàu quá, ăn cắp vài ba thứ tưởng họ không biết, họ biết rồi phát hiện ra họ đuổi cái hàng đó mấy cái người Việt Nam ăn cắp. Thế nhưng mà đâu phải người Việt Nam ăn cắp, tức là tổng cộng một biệt nghiệp. Cái này nói chuyện chơi, những cái ngồi nói chuyện mấy người nói chuyện nó chê người Việt Nam tùm lum, cái tụi nó ý tôi người Việt Nam này hết cục cưng, không ai nói nữa. Tôi có ăn cắp rồi, tôi có nói xấu, nói lắc cũng dấp giả lát giải đâu, tôi có người Việt Nam vậy. Nhưng mà đây là cái cộng là cái biệt nghiệp, căn thân này là cái biệt nghiệp mọi người, còn đây là cộng nghiệp đức. Nhiên là trong này trong cái biệt nghiệp của cái cộng nghiệp, trong cái cộng có cái biệt nghiệp nó tạo ra này. Thì cái biệt này cái ngoài khả năng chúng ta hiểu, cũng thí dụ sinh ở Việt Nam á, trong thời đại 5 năm về trước mà sinh từ miền Nam tôi không biết, nhưng mà ở miền Trung miền Bắc ở miền Trung chắc chắn là có cái chết trùng tan liên tán, và nhất là chết chôn mồ là bị đồng mộ đồng mã, cái đó chắc chắn có, đã tôi đã chứng kiến. Nhưng mà nay thì cái chuyện không còn nữa, nay cái chuyện ở miền Trung một số thôi, còn một số lớn ấy, cái chuyện gọi rằng là chết nữa, rằng là đồng mộ đồng mã cũng có, còn miền Nam chắc là ít có lắm. Còn ở trên Lào hoàn toàn bao giờ nó chỉ có người Việt á, cùng nước Lào ha, nhưng mà người Việt á thì có đồng mộ đồng mã, người Lào chả thấy cái nào đồng mộ đồng mã, là vì họ chết rồi thiêu lấy đầu đồng mộ đồng mã. Tức là cái biệt nghiệp nó tạo một chúng sanh như vậy, mà núi non còn tạo ra nữa, thành ra đây là lời căn thân cái á đà năng thức này duy trì. Nhưng mà khi mà A Lại Gia, A Đại Na chính là A Lại Gia, chứ quên A Lại Gia này. Thì A Đại Gia nó là A Đại Gia, A Lại Gia. Thì A Lại Gia nó duy trì á, cái A Lại Gia này nó khối gì? Trong nó là chủng tử,
cũng tử là gì, là công năng sai biệt. Tôi nhắc chữ bây giờ lại nhiều nhiều ấy, công năng sai biệt. Công năng tức là mình hay nói ra, công là công suất, năng là năng lượng đó. Thì công suất như một ngày, ví dụ một người một ngày làm được á, với cái sức thọ trung bình là đốn một cái cây, đốn cây đi, một ngày đốn bao nhiêu cây bằng sức đó, vừa đốn vừa nghĩ, không quá sức, không quá đà, cũng quá lười, vừa trung bình, thì ta tính một công trung bình. Thì người giỏi hơn thì thưởng thêm, mà người ít hơn bớt lớn đi, là tính công. Mà trong công như vậy phải dùng bao nhiêu năng lượng nó tạo ra, thì cái chủng tử về nó là một cái năng lực, nhưng mà dùng nó như là hạt. Tại vì chủng tử tất nhiên là phải hạt rồi, trong cái hạt đó nó bọc cái chủng tử lại, hạt giống lại. Thì cái này mình không biết đúng hay sai, không biết, thì mình theo chữ nói cái đã, rồi sao ai giỏi nói cái khác. Trong cái hạt này nó có chứa một cái nguồn năng lượng, công năng này, cái nguồn năng lượng để tạo ra một gốc cây to lớn, giống như gọi là cây bàng, cây nicoroda đó, mình để mình trồng thế nào không biết, nhưng mà bên Ấn Độ ta trồng, ta có thể lấy cái hạt giống cây đó, cái hạt giống nó nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy, chỉ nghe sách nói thôi nha. Cái hạt giống cây gọi là nicoroda này, ni câu loại là như một loại cái bàng á, bằng Ấn Độ, hay là cái đa Ấn Độ á, gọi là cái đa, một loại một giống đó, đó. Hay là cái bàng đó, nó một cái hạt rất nhỏ, nó gieo xuống đất, nhưng mà khi nở ra nó thành một cây to lớn. Đấy, thì cây nó vậy, thì cũng như mình thôi, cái hạt xoài, cái xoài hơi to một chút, đấy, mình lấy cái hột trong á, bỏ cho mình thả xuống cái đất, thì cái hột nó tiêu ra thành cây xoài to lớn. Tức là đây là cái mà tất cả là công năng, thì cái a la da nó chứ gồm chứa tất cả những chủng tử, đó là cái công năng. Mà sai biệt là gì? Đặc biệt. Tất nhiên là công năng cái gì, cái hạt giống mà tạo ra cái gì, thì một thứ nữa, thí dụ như là trong cái chủng tử này có hạt giống tạo ra con mắt để nhìn sáng, hay là dây thần kinh mắt, thì nó khác với cái công năng mà tạo ra cái thức, nhĩ thức để mà nghe, tạo ra cái thân thức để mình xúc cảm, là công năng sai biệt là đặc biệt, cá biệt. Thì a la da thì tất cả chúng tôi nó tiếp tập trở lại, nó tạo ra căn thân. Rồi căn thân này được nghiệp duy trì, tất cả những khối nó duy trì lại với nhau, thường cho cái nghiệp này cũng là một cái lực, nó là một cái lực chung chung đó. Thì với tất cả những cái này, nghiệp này nó được tích lũy như thế nào, nó tiêu cá biệt từng cái công năng, một chùm công năng. Ví dụ giết người ấy, trong giết người này có bao nhiêu chuyện làm, rồi ý nghĩ này, rồi tay chân này, tất cả những hành vi xuất hiện đó đây, rồi tất cả những cảm thọ, nói chung là khi mình giết một cái con người á, nó mình là nó chung chứng, phải nó chung, phải là mình là chúng ta giết đâu nhau, phân biệt nó mình giết người mang tội sát sanh không, nói là khi mình giết người thì nó có sắc, sắc pháp nghe đã, thì sắc pháp có ra một cái lực để giết, cái lực nó được duy trì trở lại. Cái lực duy trì như thế nào, giống như ta học mà nói học, hay tôi hay nói học lái xe hơi đó chẳng hạn, bắt đầu ta học á, ta đạp cái chân xuống cho nó quen, một lời sau mỗi lần là lên ngồi xe là ta đạp ga, đạp biết liền, không cần phải nhớ. Mà cái lực đó là lực lưu trữ như là ý thức, thành khi lên ngồi lái xe, tự nhiên cái tay nó cầm vô lăng, nó lái, rồi con nó bẻ cần số, rồi nó đạp chân trái chân phải, nó làm cũng tất cả đều có cái lực. Mà cái lực này được tập nhiều lần, mình gọi là huân tập á, thành cái khối người mới tập lái một ngày hai ngày lái chứ nhuần nhuyễn, lái khi mà quẹo qua đường hai ba cục gạch để lái qua là cục gạch không bao giờ va chạm gì hết á, thì lúc đó thuần, tất nhiên là cái nghiệp đó nó được theo một cái đường hướng cố định rồi. Giống như người học toán mà biết, học lý biết á, cho một cái lực vector nó đi theo một cái hướng có sẵn rồi á, thì nó theo hướng nó chạy lên thì được. Thì lực nó phát ra ở cái chân, ban đầu phát quen nó chịu phát như vậy, nó chịu phát khác đi được. Mà cái tay cầm vô lăng nó lái như vậy thôi. Rồi tự nhiên sau khi làm cái xe thì tất cả lực nó phát được lưu trữ, nó phát ra cái lưu trữ, nó gọi là công năng. Công năng dạng chúng tử nghiệp nó lưu lại cũng như vậy. Nó nghiệp là nó lưu giữ trong mình cũng như vậy ha. Rồi là nhưng mà tất cả những cái nghiệp này á, khi mà nó tạo thành thân người á, nó phát thành thân người á, thì nó gọi là biệt nghiệp, tức là chủng công năng sai biệt, các từng loại riêng á. Cái chủng tử nó làm thành
nhóm chủng tử nào làm thành con người, nhóm chủng tử nào làm thành con ngựa, và nhóm chủng tử nào làm thành chư thiên. Thì trong chủng tử này có nhiều nhóm, nhóm con người có bao nhiêu, có những chủng tử gì, nhóm con người cũng như trong cái nào ta vậy đó, trong khu vực, cả những khu vực thực sự ra là từ trên xuống dưới chúng ta trong cái khu não, nếu học não cho biết là dường như có bản đồ phải đó, là cái khu nào để chứa đựng âm thanh, cái khu nào chứa đựng hình ảnh, mà trong hình ảnh này những cái nhóm nào chứa đựng màu xanh gì, những nhóm chứa đựng màu xanh gì, rồi những cái khu nào thì chứa nhóm là cái cảm giác ở nơi tay, nơi chân, khu nào mỗi khu nó có cảm giác riêng biệt, cả cái thân mình như vậy đó. Nó thành ra nó liên hệ với nhau, nó liên hệ nó thành chùm, chùm này liên kết thành chùm, những chùm nhỏ liên kết là thành chùm, chùm lớn. Thì tất cả những cái khi muốn tập lại đều tất cả cùng một loại, nó theo cái nghiệp nó dính lại với nhau một chùm, thì lúc đó là cái nghiệp nó phân tập, như gọi là ác xoa tụ, một đống ác xoa. Ác xoa là cái ác xa, ác xa là cái bên Ấn Độ giống như con mắt đó. Ác xa có ác xa là con mắt, cái này con mắt giống như chuỗi, cái này thường thường mấy cái hạt kim cương người ta có phải không, hoặc là thí dụ hạt kim cương con mắt nó có khứa nó dính nó quay nó dính chùm lại với nhau. Con mắt này là con mắt, nói là con mắt của cái hung thần rút ra trong đó, cái ác xoa, ác xa đó. Rồi là những cái này tất là những cái nghiệp, khi mà tạo cái nghiệp như vậy ấy, và những cái nghiệp nó dính nhau để tạo thân người, thì thành một chùm thân người. Trong chùm này có nhiều nhóm ác xa, có nhiều ác xoa, tất cả ác xoa nó thành một đống ác xoa lớn, nó dính với nhau như vậy là thành nghiệp. Thì tất cả cái này không có một cái chủ thể nó duy trì, nhưng những cái nghiệp nó định dạng, nó duy trì lại với nhau, lực này nó kết với lực kia, cũng như cả cái vũ trụ như vậy, không có một thượng đế, không có thần là dưới đó. Nhưng mà cái hấp lực của cái này, của cái mặt trăng, mặt trời, cái đất, tất cả những cái hút qua hút lại, từ hạt cát tới cả cái thái dương hệ, cả cái mặt trời, mặt trăng, nó tương tác nhau bằng cái lực hấp dẫn mà nó duy trì tồn tại. Nếu mất một cái, cả thế giới nó biến động liền. Thí dụ mặt trời nó vờ ra một cái, cả thế giới nó thay đổi liền, cả cái vũ trụ thay đổi liền, nó cân bằng với nhau vậy đó. Nó gọi là đấy. Nhưng mà cái này nó hơi rộng chút, mình học vật lý nhiều, tôi cũng dốt vật lý, tôi nói đại vậy đó. Nhưng mà nếu mình có thể lấy thí dụ được, tại vì sao mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đứng yên như vậy, tức là có những cái lực nó tương tác với nhau để nó duy trì nhau, chứ không phải rằng có ông thần nào giữ. Hồi xưa người ta không biết ví dụ nói rằng vì sao các ngôi sao trên kia mà nó không có rụng, mà nó cứ nằm ban đêm đó, cả một trời sao đẹp quá mà không rụng. Người ta nói rằng đây là khi mà Thiên Chúa tạo cái thế gian này, muốn cho con của mình, có những người mình sáng tạo ra, có những người được sung sướng, biết quyền uy vô hạn của Thượng Đế. Thành ra ông ấy vẽ ra các cái ngôi sao, nhưng mà ngôi sao thì nó sẽ rớt. Thành ra ông mới cho các thiên thần đứng giữ. Nhưng mà nay chúng ta biết mặt trăng tại sao nó không rớt, mặt trời tại sao nó không rớt, mặt đất tại sao nó không quay. Đây, những cái hợp lực nó duy trì lên nhau, không có một gì. Mà cái duy trì nhau đó là cái cộng nghiệp của chúng sanh, cộng nghiệp nó từ đời nào rồi hết. Này là chúng sanh này thêm ra một thêm cái nghiệp lực. Tại vì khi mình làm việc, mình làm ví dụ mình bấm một cái cây, mình phá một cái rừng, đó là cái nghiệp mình làm. Nhưng mà cái nghiệp, cái lực nó thì nó tạo ra, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thế giới này. Nó còn cái nguyên thử những cái tạo ra thì mình cho biết, cái này là cái chứng quả mình biết. Đây là mình hiểu tất cả những cái này, đây cái đã, mình không nên hiểu quá. Như học học lớp 9 mà muốn hiểu phương trình bậc hai đi làm gì thì không hiểu nổi đâu. Học hết đại học mới hiểu phương trình bậc hai mới làm gì. Thì cũng vậy đó. Còn đây là mình học hết chứ chắc mình hiểu học phương trình bậc hai làm gì, là chưa nói phương trình 3 hoặc 4 nữa. Thì có những cái ta không hiểu. Rồi hồi xưa cái học toán mới học con số vô cực. Con số vô cực là số vô cùng đó. Cực âm, cực dương vậy đó, chả biết nó làm gì. Rồi nó cộng với vô cực âm này thì cực vô cực âm cộng một vẫn thành một, trừ một thành một, âm dương thì cũng phải cộng một trừ một thành một, cái chả hiểu biểu sao làm vậy. Nhưng mà tới lúc mức nào đó học hết cái đại học toán rồi, chúng ta sẽ hiểu vì sao như vậy. Thì chúng ta cũng vậy thôi, nó có sẵn không có sai, những cái gì nó không sai ta áp dụng đúng, có những cái ta không cần áp dụng, nhưng trong hàng ngày ta phải áp dụng đúng, biết những cái áp dụng được ích lợi cho ta thì lấy đó làm chuẩn. Cho khoan hỏi, khoan chắc chắn rằng, một cách chắc chắn rằng cả cái thế giới này
không có một ông thần nào dựa cho cái mặt trời đứng yên như vậy hết á, mặt trăng đứng yên như vậy hết ở đây. Nhưng mà đó là cái cộng nghiệp của chúng sanh, nó duy trì cũng như cái thân vậy đó, thì cái này gọi là duy trì căn thân và khí thế gian. Đây là cái nó gọi rằng là cái công dụng của chúng sanh. Tất cả những cái này này, để mình nói này, chúng sanh duy kiến thức, thì cái này mình dịch hơi khó một chút. Chúng sanh chỉ thấy là thức, cái này cũng đúng, vì cả mà chúng sanh mà thấy này thôi này, chỉ thấy đó là thức mà thôi, tức là cái này là thức á. Nhưng mà dịch sát ra, dịch theo cái nghĩa mà chính ra, thì những cái duy trì này, những cái được thấy đó, đây này, những cái này, những cái này, thân thể này, đây là thân căn nè, và đây là khí thế gian này, tư cụ và tư cụ này, tư sanh này, và thế giới, gì là thế giới đây ha. Tất cả cái này là cái được thấy, tất nhiên thấy là kinh nghiệm chứ không phải bằng mắt thấy nữa, là cái tai nghe, ta kinh nghiệm bằng lỗ tai, ta biết được cái vũ trụ là bằng lỗ tai, tại vì ví dụ ta nhắm mắt mà có người đi ngang ta biết rằng ai đi ngang, đó là ta kinh nghiệm bằng lỗ tai, biết bằng lỗ tai, nhưng bằng con mắt. Nếu ta mở mắt ra để có một người ở ngoài bắn tên tới, ta thấy ta tránh được thì tránh, nhưng mà nếu ta nhắm mắt lại, ta không có giỏi đi, nó bắn tên tới một cái họ ta sẽ gấp mũi tên liền, tức là tại nghe nó chung vậy đó ha. Thành ra được gọi là cái được thấy, thấy đây là cái được kinh nghiệm, cái mới được cái thấy đó, đó là cái được đấy, đấy là thức. Cái thức gì? Chỉ là thức, mà đây là thức của chúng sanh, duy chỉ là tư sanh, thân tư sanh và trụ trì những cái được thấy đó, chính duy chỉ là thức của chúng sanh, của con người ra. Mà chúng sanh này nói chung là cây cỏ kiến là gì cũng có hết á, con kiến cái thấy của nó á, nó kiến nó bò trên miệng chén, miệng chén thì miệng chén đó là khí thế gian của nó, cái những cái thỏi đường ở trong đó, những cục đường trong đó là cái tư cụ của tư sanh của nó, và nó là cái thân căn, thân có căn trong đó, biết có con mắt nó nhìn, nó có cái chân nó đi, còn cái gì nữa thì mình chả biết. Ai học về thực cái gì động Phật học thì học, mình biết con kia cái gì có gì nữa thì không biết, mình chỉ thấy nó chừng đó, không biết chừng đó cái đã. Rồi đây ha, tức là cái chỗ này nhớ cho rõ để hiểu, đọc đâu hiểu nấy ha, giảng nhiều lần để hiểu rõ cái đoạn văn, đọc là hiểu liền nha. Chứ còn mới đọc từ từ mình ít thì cũng được thôi, nhưng mà để hiểu rõ rồi sao nhớ lại ít. Thành ra mình thình thấy tất cả cái này là do ta chưa biến đổi được thế giới này. Nếu ta biến đổi được cái ý thức của ta, được tâm thức của ta, ta biến đổi được cái cách nhìn thế giới nó khác đi nhiều. Bây giờ ta không nhìn, mà ta nhìn giống nhau là vì đó là vì cộng nghiệp của chúng sanh, ai cũng thấy cái cộng nghiệp nó tạo ra một cái gì giống nhau. Đây. Rồi ha, đây là cái đoạn này. Tiếp theo thì có hiện chuyển thức, thì cho nên này, những cái chuyển thức được biết đó, được biết này, thì cái đó giống như là sóng của nước. Thì đây là thì những cái này này, những cái chuyển thức này, tất cả những cái đó chuyển thức thấy này, tư sanh, ta biết được có cái thân này, thực sự rất có thức, không có thức chúng ta không biết cái thân này. Và cũng như là cây cối trên rừng cũng vậy, người nào biết ta không biết, nhưng mà nếu ta không biết, ta chẳng biết trên rừng có cây gì. Khi nghe người ta nói mình chưa bao giờ thấy, nói trên cái rừng có một cái cây nó sống tới cả triệu năm rồi, mình chưa bao giờ biết mới có không, mà ông người nói đó là một người đáng tin cậy. Khi mình nhạc khoa học đây, học vật lý học, cái học nó lịch sử vũ trụ ấy, hay địa lý hay địa chất học cái gì đó không biết, hay là khảo cổ học, hay là nhân cổ học, hay là thiên cổ học gì đó, họ nói mình tin. Ví dụ như chúng ta đây không thấy khủng long rồi nào hết á, chưa bao giờ thấy khủng long, thì khủng long có hàng triệu năm về trước mình chả biết. Thiệt ra ông bà chúng ta hồi xưa cách đây 100, 200, 300 năm đi, ông cả người Việt Nam mình đi 100 năm chứ 200, 300 năm, hay nói khủng long chả biết khủng long là cái gì, nó rồng người ta tưởng nó rồng thiệt, mà cũng chẳng bao giờ thấy, nhưng mà ta tin sách vở cái rồng thịt thì có. Còn khủng long là khủng long có cánh bay, khủng long bò, khủng long bay là mình biết cái loại khủng long là gì.
Thì đối với như vậy là trên thế giới này không có cái gì gọi là khủng long. Nhưng mà khi biết rồi, mặc dù chúng ta chúng ta cũng như ông nội ông ngoại ông cố ông sơn mà thôi, chưa bao giờ thấy khủng long, nhưng mà nghe những nhà khảo cổ học hay là cổ sử học gì đó hay là sử địa lý để chắc gì đó nói trong bao nhiêu triệu năm đó có những loại như vậy là khủng long đã nó diệt chủng rồi, người ta tin, thì trong óc chúng ta xuất hiện con khủng long mà thế giới này có khủng long, thì đó tất nhiên là thế giới này có khủng long nó xuất hiện. Còn nếu chúng ta biết thì không bao giờ, mặc dù nó có nhưng chẳng bao giờ biết có hay không, đối với chúng ta nó không thể có được, không bao giờ có. Và ta biết thế giới chỉ qua cái thức ta mà thôi, không thể biết thức người khác được. Thành ra đối với chúng ta vậy đây, thí dụ đối với người đạo Chúa, họ tin rằng có Thiên Chúa, mặc dù không bao giờ thấy, họ nghe các linh mục nghe các giám mục nghe các tổng giám mục, vẫn như một cái hồng y nghe giáo hoàng nghe chúa cứu thế nghe chúa cha chúa con vậy đó. Còn Phật Nam người Việt không có, người theo đạo Phật mà Phật Phụng Tứ thì không có tin. Thành ra trong óc người Phật nữ như vậy, hình ảnh một cái gọi là ông Thiên Chúa không bao giờ có, mà hình ảnh của ông Việt kia có. Thành ra cái người mà công chiên á, họ ngồi họ cầu nguyện, họ nhắm mắt họ cầu, họ tưởng tượng thì có thể họ thấy được Thiên Chúa. Còn người đạo Phật ngồi nhắm mắt cứ nghĩ hoài không bao giờ thấy Thiên Chúa là ông nào, tức là đối với không bao giờ có. Đây là cái gì? Tất cả những cái do thức thế của, thành ra thế giới này có hay không có là do cái thức của chúng ta, chứ của mỗi người. Mỗi người chỉ thấy bằng con mắt của mình. Chính cái này mới gây lộn lộn nhau, giết nhau. Một bên nó có Chúa, một bên nó không có Chúa, là hai bên đủ giết nhau rồi. Thì đây là gọi là cái biệt nghiệp và cái trọng nghiệp. Mình nhớ cho kỹ không? Thì cái hiện chuyển thức, thì tất cả những cái này em, tại sao gọi là chuyển thức? Cái thân này nếu không có thức, không ít nhất là xúc cảm xúc hay là ý thức, nếu không có bất cứ một cái căn nào để cho thức nó xuất hiện, thì tức là thân này nó có căn này, ví dụ có xúc, ví dụ con mắt ta mù đi, ta không thấy thân này, không bao giờ nhìn gương mà thấy, nhưng mà chắc chắn cả chúng ta sờ tay sờ chân ta biết, nóng lạnh ta biết được, thành ra có xúc. Thì như vậy có thân căn là xúc căn, thân căn là xúc này, thân căn và có thức, hai cái hợp lại khởi lên cái cảm thọ tưởng, thì ta biết rằng ta có thân này. Nếu mà ta chích thuốc, chục thuốc mê một cái ấy, thì tất cả các căn đều bị ngừng hết, bị khống chế, không hoạt động, căn khống chế, ý thức không khởi lên, các căn ý thức không khởi lên, thì ta nằm mê mẩn, ta chả biết cái thân này có hay không có, cũng như ta nằm ngủ vậy thôi. Thân này có không có mà ngủ say, người ta đem cái dục đâu chả biết. Nói với người ta phục rượu á, uống được rượu say thì uống, dục đâu thì dục. Mà khi thành ra là cái thân này ta biết có thân, là nó có căn và nó có thức, thành ra có cái kiến đó. Căn thức hợp lại thành kiến, căn cảnh thức hợp lại gọi là xúc, xúc này chính là kiến, là cảm xúc á. Thành ra cho nên chia cái mà thấy đó cũng chính là thức của ta thấy, nó nằm trong thức ta. Vì vậy nếu không có thức thì cái này thân không được thấy, mà không có thức không có thân thì thân cũng không khởi, hai cái phải có lên nhau. Thành ra đây là cái ý nghĩa đó, thì đây gọi là thức, mà thức đó gọi là chuyển thức. Chúng ta gọi là chuyển thức, chuyển là hoạt động, chuyển là chuyển động hoạt động. Vì khi có trong nó vận động, khi có khi không, nó sống biển nha, khi có khi không nó hoạt động, nó gọi là chuyển động. Nó chuyển động là gì? Nó nhận thức nè, đây là cái thí dụ như là đây là cái cây nè, cây này màu xanh nè, tức là nó có chuyển động trong đó. Mình gọi rằng đứng yên chỗ, nhưng mà nó phải có vận động, nó hoạt động, nó không biết cái này là xanh, cái này vàng, đỏ, trắng, chưa kể được thấy cái lá nó lay qua lay lại nữa, gọi là chuyển thức. Hiện đây nó được thấy, được gọi là, được biết là. Cho nên khi mà chuyển thức mà xuất hiện mà ta thấy đó này, thì tương tự như sống với nước. Rồi thì tiếp theo, bây giờ thí dụ tiếp theo đây, cái này do ấy,
Em sợ chỉ do là nhân là chỉ là thức của chúng sanh thôi. Do thức chúng sanh được cái giờ thấy là do được hiểu là tức là được thấy là do thức chúng sanh. Do thức chúng sanh thì chính nó là do thức. Tại vì do thức phải hiểu này, do thức không phải là thức là ông chủ rồi tới nó dòm. Ví dụ như là ông chủ trong cái nhà thì muốn nhìn cây thì mở cửa ra mà nhìn không có đâu. Do này có nghĩa rằng là do thức, thức nó xuất hiện là do căn với cảnh nó hợp lại. Nhớ lúc nào cũng vậy, Phật nói không, do duyên đến thức chỉ do này, do duyên đến các sắc, sắc là có hình sắc và hiển sắc nữa. Hình, hình sắc là hình vuông tròn dài ngắn đó. Hiển sắc là màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Do duyên đến các sắc và con mắt nhãn căn đó thì thức con mắt nó xuất hiện. Thức ra xuất hiện người ta mới biết cái đó là cái gì. Thức không xuất hiện người ta không biết cái đó là cái gì. À, thằng nó chỉ do này là do, mình nhớ cho nó hiểu do như vậy ấy. Nhưng mà cái nó hơi rộng chút, phải cái trí đặc biệt một chút mới hiểu chỉ do này. Còn không mà nó chỉ là chuyện đơn giản nó dễ hiểu. Còn không cái nó do là do cái thức này tự nhiên nó đẻ ra cái nhà cái cửa này thì cũng đúng thôi. Này, cái thấy đó mà ta thấy cái này là do nhà cũng đúng thôi, nhưng mà cái do nó xa hơn chút, được thấy chỉ là thức chúng sanh. Cái nào cũng được, nhìn hai bác nhẽ nhau. Rồi đây tiếp theo này, vì thế này đó, vì thế cho nên nó được thấy như là chuyển thức. Này, bây giờ đài hải ba lãng động cổ dược khả phân biệt. Này, trong bây giờ cần tìm nghĩ cho chữ khả, chữ hán á, chữ sở với chữ khả giống nhau. Khi nào có nói sở cũng như là khả, và khả và sở. Này, khả là bằng sở tùy theo nói. Đúng ra sau này người ta dùng chữ sở nhiều hơn chữ khả. Mình gọi rằng cái này là để cho nó nói là nó là cái dao động từ thụ động. Thụ động và thụ động. Sở tri là cái được biết. Khả phân biệt, sở nghĩa là cái được biết. Phân biệt đây là được biết đây. Có nhiều chữ phân biệt này. Phân biệt đây là được biết rõ. Đây, khả là sở, là thụ động nên được phân biệt. Thì cái gì được phân biệt? Cái gì được phân biệt? Trong này chỉ hai cái thôi. Một là biển, hai là sống. Bây giờ phân biệt này. Thì nếu dịch sáng này, là đại hải ba lãng động, cách dịch trước thông thường nhất ấy, là sóng của biển lớn chuyển động rồi nó nhảy múa, là cái sóng này nó nhảy múa ấy, ta có thể phân biệt được. Thì cái dịch dạng đừng như vậy, tôi nhiều cái tôi dịch ra như vậy tôi thấy cũng hiểu cái gì, vẫn mơ mơ màng màng. Đây, bây giờ mình dịch chuyển này hơi khó đấy, cái này mà dịch cho ra được thì sẽ có trình độ chút. Nếu bây giờ cái dạng cái diễn như vậy đi, nhưng mà chỉ biết rằng cái được phân biệt là cái gì, cái đại hải được phân biệt hay là cái sóng này thực sự ra là đây là tôi đánh dấu thì này, thì biết rõ rồi. Bây giờ mình nói rằng là cái biển lớn được phân biệt, nếu vậy thì biển lớn được phân biệt là do nó nổi sóng và do nó nhảy múa thì nổi sóng, cái đó không được không? Thế nhưng mà đây đó, đây đang nói tới tưởng giờ là đây đang nói tới cái chuyển thức này. Câu hỏi dưới này nè, a la gia cũng thế, sao lại không hay biết? Câu dưới này nữa, a la gia chuyển thức. Thực ra a la gia cũng thế đấy, a la gia chuyển thức này, a la gia xuất hiện thành chuyển thức, hà cố bất giác, tại sao không biết được? Tức là tại sao người ta không biết a la gia? Tại sao người ta không biết a la gia? Tất nhiên là ta biết rằng là có biển, có biển, nhưng mà tại sao ta không biết a la gia? Có hai cách này. Một cách này bây giờ nói lại nghe, nhưng mà đây nếu tôi đã cho đỏ rồi này thì nó dễ hiểu hơn này. Tức là sóng biển mà khi mà nó nhảy múa thì ta có thể, thì sóng có thể được biết, tức là ta có thể thấy sóng.
Tức là khi mà biển nó nhảy múa, ta có thể thấy sóng. Thành ra khi mà biển dao động thì ta có thể, khi mà A là giả thức nó dao động thì ta có thể thấy chuyển thức. Nhưng mà tại sao trong cái trường hợp này ta không biết A là da, tức là chuyển thức ta biết được rồi đó. Đó. Nhưng mà tại sao ta không biết A là da, không thấy A là da là gì, không bao giờ biết A là da là gì mà chỉ thấy chuyển thức mà thôi? Đây câu hỏi. Tại vì thực sự ra trong chuyển thức này chỉ nói sáu thức, chúng nói bảy thức, thì sáu thức á, trong kinh điển A Hàm đều có, nhưng mà kinh A Hàm không hề nói tới A là da. Vậy Phật hỏi này là tại sao không nói A là da mà chỉ nói chuyển thức? Và vì thực sự ra là không biết có A là da, chỉ biết chuyển thức mà thôi, là làm sao? Đây là có mấy nghĩa, tức là cái nghĩa từ lịch sử ha, thì nói rằng tại sao là đây, thí dụ lấy sóng biển mà thí dụ do sóng biển nhảy múa mà có sóng, vậy thì lúc đó là ta biết sóng biển. Đấy, mặc dù biết là sóng này là sóng của biển chứ không có gì của nước, nước biển rõ ràng như vậy đó. Thì cái chuyển thức này là cũng chuyển thức của A là da. Khi A là da nó hoạt động như sóng biển ấy, thì chuyển thức nó xuất hiện. Nhưng mà tại sao người ta lại không biết được A là da này? Đây là rồi ha. Đây là biển trong khi nhảy múa này được thấy như là sóng, tức A là da cũng thế. Sao không biết? Tức là khi A là khi thức nó hoạt động, A là da nó hoạt động, A là da động thì ta thấy có chuyển thức. Nhưng mà tại sao ta lại không hay biết gì rằng là có A là thức, A là da này có, chỉ biết chuyển thức mà thôi? Đây là câu hỏi ngài đại về nhau. Để Phật trả lời này: phàm phu vô trí huệ, kẻ phàm phu không hay biết gì. Ở trong cái phàm phu mình gọi là người phàm, nhưng mà trong á, trong kinh á, dùng chữ hai cái chữ này gọi là ba la là con nít, mà vừa có nghĩa là ngu si. Thành hay gì là ngu phu là vậy đó, con nít không biết gì. Đây là con nít này, vô trí là không biết gì. Lấy ví dụ con nít đó hả? Con nít bị ngây thơ như con nít á, vì là không biết, như con nít không biết gì nè. Thì á, A là gia thức nó giống như biển, mà là cái mà ta dùng ấy, dùng cái động vụ, cái đối pháp là sự chuyển động của sóng để biết A là gia thức. Tất cả đối pháp đây là dùng cái thí dụ là dần cái đã biết, là sự chuyển động của sóng để biết cái, để biết cái chưa biết. Đối pháp mình nhớ chữ nhé. Đối pháp đây là tao gọi mình như thế, chữ là đồng pháp hồi đó đây không, chữ đồng pháp đó. Đối pháp đây này, chữ này đối pháp là đồng pháp này, đây gọi là tương, đây là đối pháp này. Đối pháp này hay gì là chữ tương đối, đối pháp này tức là đồng pháp. Đồng pháp là gì? Tức là cái chưa biết là dụ cái chưa biết, cái chưa biết dụ cái đã biết, dụ bằng cái chưa biết dụ này, cái đã biết này đó. Mà để dẫn tới là gì? Để dẫn tới cái chưa biết, từ đây này chưa biết này. Thì thông, đây là cái thí dụ đó. Thì cái này rất thường, cái này, tất cả trong lý luận để phải dùng cái thí dụ này. Thí dụ như bây giờ theo người bình thường này, tại sao ta tin có một đấng sáng tạo đầu tiên? Ta biết ông đó là gì? Chưa bao giờ biết có không? Bây giờ dụ này, tại sao? Bây giờ cái để biết là gì? Tôi biết tôi có ông cha, cha là tôi chắc chắn tôi biết là biết ông cha nè. Có cha tôi, có tôi. Thứ nhất nè. Nếu mà tôi biết rõ thêm nữa, cha tôi mà có là có ông nội tôi, ông nội tôi có thì có ông cố, ông cố thì có ông sơ là cao tầng cố tổ gì. Nhưng một lần rồi, vậy thì đầu tiên phải có một ông đầu tiên, chứ phải cứ hoài sao được.
đầu tiên sinh ra cả một dạng dòng họ như vậy, cũng như đấy, ví dụ dòng họ này, dòng họ Lý, dòng họ Lê, dòng họ Phạm. Cái đầu tiên có ông tổ họ Trầm, họ Nguyễn, họ Lê, rồi sau đó cả cái bộ đàn, vì sau đó có cái tên như vậy đó, cái dùng cái là biết chưa biết thì cái này rất nhiều. Chính đồng pháp, cái đồng pháp, đồng pháp là pháp nó giống, tức là cái đang có giống cái đang thấy giống cái chưa thấy, dùng cái nó để mà biết. Tức là trong cái đồng pháp này cái trên cái lửa nè, ví dụ như là nói rằng trên núi kia có lửa vì có khói, tức là cái lửa người ta không thấy, người ta thấy khói thôi. Đó, bây giờ thí dụ là gì, trong bếp, tức là khói trong bếp với khói trên núi, hai cái giống nhau là đồng pháp, nhưng mà dùng cái khói trong bếp để chỉ cho lửa trên núi, tại vì giống nhau đó gọi là đồng pháp. Đó, học cái quyển như vậy là đối pháp, tức là đồng pháp, lý pháp tương đối thì dùng chữ đối pháp, nhưng mà cái này bắt buộc phải hiểu là đồng dụ, nếu không hiểu đồng dụ thì chạy hiểu được cái này hơi khó. Dịch sát được, ví dụ đây dịch là tương đối này, dịch thế này được rồi, pháp tương đối cái này dịch được, nhưng mà phải giảng cái này nên dịch là tương đối, thì mình chú giải ra đối pháp là gì. Đối pháp là pháp tương đối. Tương đối là sao? Tương đối là đồng pháp, tức là pháp này giống pháp kia, lấy cái giống này thí dụ cho cái giống kia, lấy thí dụ này để dẫn đến cái giống này để, với cái kia để dẫn cái kia, từ cái kia mà suy ra cái nọ, từ cái khói trong bếp dẫn đến khói trên núi, từ khói trên núi suy ra cái lửa trên núi, vậy thành ra đối pháp. Tất là sự chuyển động của sóng, cái đồng pháp ở đây là cái sự chuyển động của sóng, từ chuyển động của sóng ta suy luận ra cái chuyển động của thức, từ chuyển động của thức ta suy ra là da. Vì sao? Vì chuyển động của sóng thì ta biết có biển, vậy thì do chuyển động của thức thì ta biết có a là da thức. Đây là đồng pháp là vậy đấy, tức là hai cái này giống nhau. Thực sự đây hơi khó một chút, là khói trong bếp với khói trên núi giống nhau, nhưng mà cái chuyển động của sóng với chuyển động của thức thì ta không biết được. Đây là hơi khó một chút. Làm sao cái thức nằm trong tâm chúng ta ấy, mà trong chúng ta là cái bụng nó bằng cái lon sữa bò ấy, mà trong cái biển á thì nó cả một cái biển dài từ cả mấy nghìn cây số, làm sao mà nó giống nhau được, làm sao thí dụ được. Thành ra cái chuyện thức này á, nói thì nó nghe hay, nhưng muốn thấy rõ cần phải tập có sự quan sát. Một cái chuyện thức lấy sự chuyển động, tại vì á, sóng thì nó ướt, mà cái thức ta chả có khô, chả có ướt gì hết á, chả có nóng, chả có lạnh gì. Khi cảm xúc thì nó mới có nóng, khô, nóng, lạnh, chứ còn nguyên nó chả có gì. Thế nhưng mà cái chuyển động, đây là cái sóng chuyển động nè, thì trên cái thí dụ rồi, sóng nó chuyển động, sóng là nước, nó chuyển động. Thực ra sóng chả có sóng, nhưng mà chuyển động thì ta thấy sóng chuyển động được á, ta thấy luôn trong khi mà sóng nhận thấy gì, cây cối nó gãy ngang, tức là cây mà chuyển động trong cây mà nhìn trong sóng thì không có chuẩn xác nữa. Cái cây đó thì cong qua cong lại, cái mặt trời mặt trăng thì nó méo mó, chả có bao giờ vuông tròn quay như là trên trời được. Thì tất cả những cái đó nó thí dụ cho chúng ta biết, từ cái thí dụ đó chúng ta phải suy gẫm bằng cái thực nghiệm của mình, tức là nắm mắt cái chuyển động nó chuyển như thế nào. Cái chuyển động của sóng, khi nào ta quan sát được cái tâm ta mà thấy rằng rõ ràng nó chuyển động như sóng, mà sóng á, nó chuyển động thì nó đi theo cái hình mình gọi là hình sóng, hình lên hình xuống á, mà hình lên sóng hình lên xuống gì, thực sự nó là sanh diệt, sóng bao giờ cũng vậy, nó lên mà xuống, nó sanh diệt, nó trồi lên nó chìm xuống, trồi lên nó chìm xuống, sóng nào cũng vậy. Khi nào ta ngồi ta quan sát được, thấy cái thức ta cũng chìm lên chìm xuống như vậy, thì ta biết rằng vậy đó là sự chuyển động. Thì lấy cái chuyển động này, thí dụ cái chuyển động này, hai cái chuyển động giống nhau, còn cái sóng này không kể. Đây thí dụ như nói là Phật là sư tử trong loài người, thì chỉ lấy một cái đền sư tử
Đó là khi mà nó cất tiếng rống lên đó, là cả thú vật được sợ hãi. Thì ta nói rằng Phật của mình khi mà cất tiếng thuyết pháp lên đó, thì gọi là tà ma ngoài đại chúng sợ hết ra. Lấy cái đó mà thí dụ, chứ không thể rằng là lấy toàn bộ con sư tử mà thí dụ trong Phật. Thành ra là khi người ta lý luận này, con sư tử là con hung ác mà trong Phật giáo là hiền lành, mà tại sao chùa là thờ con sư tử? Dẹp đi, đó là sai. Ta lấy cái thí dụ mà thôi. Thí dụ như là Phật là ngưu vương, là con trâu chúa, nhưng mà con trâu thì ngu. Nhưng mà con trâu chúa làm ra, con trâu chúa đậu đàn, nó khôn, nó chẳng có đồng trâu qua, cái đàn bò đó, đàn bò từ trâu được nó bò đi, trâu chúa. Nhưng mà đây là trâu chúa, nhưng mà trâu nó khôn nó bò. Bò là ngu thôi, con trâu nó khôn hơn. Con trâu nó dẫn quả cái đoàn trâu đi ngang qua, qua sông, qua nước, lục nó phải đi trước, nó sắp đặt con nào đi trước, con nào đi sau, để nó bảo vệ cả cái đàn trâu của nó. Thành ra Đức Phật cũng vậy, dần tất cả chúng sanh đi qua khỏi những cái dòng thác lũ của sinh tử, thì biết cái chỗ nào có thể qua được, chỗ nào không thể qua được. Và ai đi trước, ai đi sau, thì dẫn đầu các vị A-la-hán, các vị thanh văn. Rồi tiếp đó là ai đi sau theo được, có người đi theo không? Tức là con trâu nào đi trước, con trâu nào đi sau, rồi con trâu nhỏ đi theo con trâu như chúng sanh mới quy y. Thế phải dựa theo ai? Dựa theo những vị dự lưu, dựa theo những vị thánh giả La Hán, hay thì dựa theo những vị có đức độ để mà từ từ đi lên, chứ không thể đi một mình như con trâu né vậy nó xuống sông. Đây ta thí dụ như vậy thôi, đó gọi là nó dùng thí dụ. Thì đây là dùng cái chuyển nên mình đây để nó lý luận. Khi mà mình ăn người ta cãi á thì mình nó trả lời được. Còn tin hay không đó là tùy, muốn tin rõ thì chỉ có thực hành mà thôi. Nếu càng thực hành càng quan sát, thực ra là chỉ có thở vô thở ra không, chứ có nhiệt ngoài đang có cái dịch ta, chả có nhiệt ngoài cái chuyện thở vô thở ra. Căng cái hơi thở lúc nào thấy hơi thở ta nó vừa biến mất trong cái hơi thở, trong từng giây một, bắt đầu thì từng giây ấy, từng phút thở dài một chút, từng giây, từng giây là từng cái gì đó, từng nhỏ lần đó, từng mili giây nữa thì sẽ nó từ nhỏ. Khi nào mà trong từng ví dụ ban đầu 4-5 giây thành một cụm, cứ thấy là cái hơi thở ra từ cái thở ban đầu là từ bắt đầu hít vô, chúng ta hết một cái đến cái không còn hơi thở nữa, đó là hơi thở nó diệt. Rồi mình thở ra một đổi để diệt, mình sẽ thấy sanh diệt của hơi thở. Nhưng mà thấy sanh diệt của hơi thở mình chưa có cảm xúc gì, là khi đó mới tập thở toàn thân. Thở vô ngừng lại, thấy cái thân nó trụ, thở ra thấy cái thân nó chuyển dịch theo hơi thở mình nó diệt. Một lúc nào đó sẽ thấy cái thân diệt, rồi cuối cùng là thấy cái thức ta chuyển động theo. Khi ta ngừng lại, ta cảm giác là cái thức ngừng lại, khi ta hoạt động thấy cái thức nó động theo. Lúc nào đó ta thấy thức nó bám theo cái hơi thở, nó chuyển động liên tục, hơi thở chuyển liên tục, thức ta cũng chuyển động liên tục, thấy chuyển động liên tục. Vậy thì cái thức chuyển động như thế nào đó, bắt đầu ta quan sát cái thân ta. Lúc nào đó toàn thân, cái này hơi khó một chút, thấy rằng thân này nó đang như là trong một khoảng lúc đó may rủi thôi. Tự nhiên thấy cái thân này nó tưởng tượng đi, giống như mình tự nhiên mình mới đi đâm ma về ha, đi đâm ma đâm tan về đó, tan là muốn đạo và thượng nghiệp được. Và thượng chắc khó hơn, ngồi đó mình khó vô hơn, có xung quanh một con nhiều quá mình vô không được. Bà con làng xóm như đó, bố mẹ như đó, vừa thấy cái xác nằm thảm cảnh đó, mới đó nằm đó, bây giờ thực sự ra là không biết gì cả, mình nhéo cũng ai biết gì hết ra. Bỗng nhiên ta cũng có thể như vậy. Thì lúc đó mình cảm thấy được cái sự sanh diệt. Mà khi diệt là thức ta đi đâu? Thấy cái thức tự nhiên nó biến mất, mà chắc chắn nó không biến mất, mà nó xuất hiện ở đâu đó. Lúc đó mình thấy vậy thì có lúc thức nó phải dao động. Cái thân này ta không cần biết nó chuyển không bị chuyển, nhưng mà chắc chắn rằng ta thấy nó diệt. Và diệt thì ngay lúc đó thức cũng diệt luôn, ta không biết cái đi đâu. Trong một thoáng thấy cái thân này tự nhiên nó mất, nằm thiệt nó không mất, nằm thẳng cẳng chả biết gì hết á. Ai chửi cũng nghe, ai khen cũng nghe nữa. Dọn cái phim cine được biết rồi,
thấy cái người gọi như muốn giặt nằm thẳng cẳng đó thì biết rằng nó chết rồi, chết rồi chả có ý thức gì nữa. Thì lúc đó ta thấy như vậy, lúc đó rõ ràng là khi mà cái cảm giác cái thân này, những cái thân này mất ta không có cảm giác nữa, không có cảm giác thì không có thọ, mà không có thọ thì không có tưởng, mà không có tưởng thì không có hành, mà không có hành thì không có thức. Trong một thoáng ta thấy cái thức ta tự nhiên biến mất, và vậy là người ta chết là hết à. Nhưng mà có một cái điều chắc chắn trong đó rằng thấy rằng ta không có mất, nhưng mà cái gì đó ta không biết, ta chưa tới được, nhưng mà ta sẽ cảm giác rằng ta không mất, tại vì thức sẽ trồi trở lại. Thì sau ra phút sau trồi trở lại liền, chúng ta thấy thân mới còn hết thấy chết rồi. Cái điểm này may lắm cả cuộc đời. mình này đây là theo sách vở mà kể lại đó nha. Thì chừng đó ta thấy cái thân ta nó chuyển động như thế nào, sanh diệt như thế nào, thì ta sẽ so sánh được cái chuyển thức. Nhiều khi ta thấy là cái thân này cũng còn ghê gớm cái chuyển thức nữa. Ai đọc cái thân pháp tập yếu luận của cụ Minh Châu giảng cũng rõ thôi. Khi mà tập quán, đây là tập quán biến xứ, lấy đất, đất một quán sang á, đứng đầu đất quán sát. Ban đầu thì lấy cái hình đất tròn gì đó làm cái gọi là cái địa tướng á, cái hình đất vành tròn vậy đó, mà đẹp để tô vuốt sao cho để thực ra cái đối tượng này đẹp quan sát mới được, xấu quá ngồi đổi thì chán rồi, mà nó không nhận đổi mà nó nổi quậu lên, nổi sân lên thành cái đẹp. Ngồi thiền là phải có cái thuật đẹp thôi, chứ cái gì mà xấu không ngồi được đâu, không đối diện cái xấu được đâu. Khi nào mà chứng quả hay còn một cái xấu là có phương pháp. Hồi xưa mà quán thân bất tịnh như hàng của phương pháp là mấy người nổi loạn đưa nhau từ từ hết á, mới dạy quán hơi thở đó. Đương nhiên là quán cái chút cái đẹp thì có cái tập quán có cái quy tắc của nó à, rồi á mình cái đất quán sát rồi nhìn tới lúc nào đó là cái nhắm mắt lại ấy, vẫn thấy rằng là cái phần đất thì cái này là cái này nói dài dòng mệt lắm, tại vì sao thấy được cái vòng còn giảm nhiều thứ cho nguyên tắc ấy, là khi nhắm mắt là trong khoảng mấy giây sau, chừng 20 giây sau á, là gọi là after image, là cái lưu lại nó biến mất, tức là cái ảnh thực của cái mà cái ảnh đưa vào đó, cái bóng đưa vào trong đó mà qua cái kia thì mình đưa vào đó, nó dựa trong là chỉ còn là của ý thức hoạt động thôi này. Cho nên người ta thấy thì khi mà từng bắt đầu ta thấy cây rộng nhắm mắt là thời gian sau tay nó mờ không rõ như trước nữa. À, nhưng mà trong cái này á, thì nói rằng thức thấy rõ à, đây là câu chuyện nói chuyện những ngành về lạc ma với mấy nhà khoa học á, khi mà nói cái chuyện quan tưởng á, à, thì mấy ông nói rằng thức á, chỉ có chừng mấy chục giây 50 giây gì đó, cái áp cái image là cái tiếng Việt cái gì tôi gọi tôi dịch đó là lưu ảnh á, cái ảnh còn lại động lại trên thần kinh thị giác á, nói chừng 50 cái 5 phút đầu. Nó gọi là 5 phút mà chắc tới 5 phút, 5 giây là nhiều lắm. Nó vậy đi. Một lạc ma nó tung biết đâu, nhưng trong sách tôi nói á, là cái người ông tu tập á, nó có thể giữ cái đó, nó cả tiếng đồng hồ trong á. À, cái đó trong sách nói á. Tất nhiên là người tu thiền, tu trong cái gọi rằng, trong cái mà gọi rằng là cái gì nó quên rồi. Cái là biến xứ đó, biến xứ địa, biến xứ đất là người biến xứ đó. Nhắm mắt lại rồi mình thấy từ đó thấy rõ, bây giờ mình nghĩ ra thấy trong đó, bây giờ phân tích ra thấy đất nước lửa gió, từ sau thấy từng cái hạt bụi trong đó nó tan rã, nó vô thường, cuối cùng cảm thấy cả cái thế giới này giống như là vô thường, giống như cái nó bốc cháy, người nó bốc cháy, từ khi nó phát sinh gọi là bố ý trí, nó sợ liền, nổi da gà đó, thấy rằng cái thế giới tự nhiên sụp đổ. Bây giờ sau bố ý trí đó thì hàng loạt nó khởi lên, thì sau đó vì nó sẽ chứng quả được như lưu à, cách như vậy. Tất nhiên là khi mà thấy cái sụp đổ thì do cái phản ứng tự nhiên của tế bào của trong ý thức nó chưa làm, nó chưa theo kịp, mới xuất hiện một cái là cái thế giới này tự nhiên quan sát vô thường, tế thì nó cháy thành rậm đang sụp đổ, giống như cả cái đang rạn nở ra đó, rạn ra là chúng ta không biết được đâu, ta đã mất điều tâm, không có chỗ đứng nữa, thì nó khủng hoảng bố ý trí, là cái nhận thức sợ hãi nó khởi lên. Sau nhận thức sợ hãi đó là mọi sự im lặng trở lại, là cái tạng nó tịnh lặng nó trở lại, là cái tịnh tịch tịnh nó trở lại, tức là cái nó có mấy cái của việc đấy, diệt tịnh diệu ly bốn cái xuất hiện trở lại. Đây thì đây là gọi quan sát chuyển, tại vì cái này cũng phải nên biết, là vì chúng ta học á,
là nghe làm sao nói vậy mình bao giờ quan sát, ít nhất cũng suy nghĩ rằng nó có thật hay không. Đấy, ta dễ bị lừa gạt. Tại vì rằng nói là cái chuyện thức này với sóng thì cũng chuyên chuyển nhau, nhưng mà cái sóng với cái thức có giống nhau không? Không giống nhau. Vậy thì sao thí dụ được? Cho nên chúng ta hay bị lừa gạt bởi trong những cái thuyết này. Nó vũ trụ trời đất có trời không có trời, có đất không có đất, có ma không có ma, có quỷ không quỷ. Ta thí dụ những cái này, ta lấy những cái thí dụ này ta cho là hợp lý, ta tin. Thứ nhất là ta tin theo cấu trúc ngữ pháp. Thí dụ ta nói là câu nói này, ngoài kia chắc chắn tôi biết, ngoài ngoài cái nhà tôi, ngoài cái tôi đóng cả kính mít này, tôi biết ngoài kia có cái gì mà đó nữa. Vậy thì tôi biết ngoài thế giới này có cái gì đó nữa. Từ cái chủng ngoài thì chắc chắn có cái gì nữa, thì chắc chắn có cái gì thì chắc chắn có một trời. Tất nhiên là chúng ta đã bị cú pháo, giống như là mình đó là cái máy, giống như mình cái máy là cái máy vi tính đó, nó cài cái cú pháp rồi, xong trong óc nó sẵn rồi. Nếu mình không có học để mà lý luận từ từ á, thì rồi mình sẽ bị cú pháo đánh lừa những câu nói đó. Ta phân tích nhiều câu nói trong luận lý học, nó phân tích nhiều câu này cú pháp là sai rồi chứ đừng nói nữa. Thí dụ như trong kia, trong kia ta nói thí dụ như là phạm thiên tồn tại, phạm thiên tồn tại này, thì chưa phạm thiên đã hỏi cho ai biết hết đấy. Phạm thiên là một danh từ rỗng, vì chưa ai thấy thế giới này, chưa ai thấy phạm thiên hết. Danh từ rỗng mà tồn tại đó là có mặt đó, đang hiện tồn tại đó, là một cái động từ có thực. Ai cũng biết, ai có kinh nghiệm với này, thành ra một cái đó tên từ rỗng mà làm cái chủ từ có động từ có thật, không bao giờ, nghĩa là cái câu pháp nó sai, câu ngữ pháp thì sai, một câu luận đúng mà câu ngữ pháp thì nó sai, cái này rắc rối ghê lắm. Thành trong luận lý học phải dạy chúng ta cái này, gọi là trong nhân minh á, để chúng ta kiểm soát những câu nói này. Thực sự ra chúng ta bị lừa rất nhiều trong cái này, gọi là bị nhiều sóng với thông tin đó, nhiều sóng với thông tin đó. Cho nên người kia họ nói rằng tôi thấy Phật này, cái tôi thấy ma, tất cả những cái này thì thấy, thì ai có thể thấy, họ có mắt để thấy, cho nên cho nó tôi thấy là đúng vậy rồi, có mắt là thấy thôi. Người ta tin cái cú pháp, từ cú pháp nó tin, thì tất cả những cái này gọi là hí luận. Nó có những cú pháp này dẫn, không phải là những cái bàn luận mà chơi, nhưng mà những cú pháp này dẫn đến những cú pháp khác, nó làm sụp đổ cả cái thế giới này. Thành ra mình phải học. Cho nên trong duy thức của Trung Quán dạy quán cái này kỳ lắm. Đến cái Trung Quán á, mình học Trung Quán mình biết rồi, học cái tánh không, cái duyên khởi tánh không, học rắc rối. Cả bên Trung Quốc cũng mặc nổi, có vài ba ngày giảng chứ còn giảng lơ khơ, chứ chính thức có một hai ngày giảng thông số là giảng được. Nên còn cái duy thức ta có quan đặc biệt lắm, cái này nó rắc rối lắm. Quán muốn đầu dùng cái từ người để mà quán khi nào mà cái cú pháp không ảnh hưởng tới ta, ta nói bất cứ cú pháp nào cũng được, ta có thể nhận được. Thì cái này đó, thì cái này mình từ mình nói, chúng ta bị ảnh hưởng cái ngôn ngữ về cú pháp. Thì duy thức ban đầu tu tập á, là phải cả Trung Quán nữa, phải triệt hạ những cái câu nói mà những câu nói lừa gạt này, và những cái từ ngữ là cái từ ngữ lừa gạt này, nó không chịu cái gì cả, cái chuyện gì có thật. Ví dụ bên Ấn Độ nó chịu Brahma, thật sự ra người ta tin Brahma, nhưng trong Vệ Đà không có cái ông nào gọi là Brahma, nhưng mà ta nói ông đang có từ vô thủy, trong Vệ Đà chưa nói tới, ám chỉ cho nói tới thì ta nói vậy thôi, chắc đúng không ai biết. Chỉ những người trong đó tin Vệ Đà mới nói, còn những người như Phật giáo nhằm chả bao giờ tin, tại vì Vệ Đà không bao giờ có. Vậy thì ở đâu mà ra? Trước khi Vệ Đà cả nghìn năm rồi chưa có, cho tới là 4-5-6-700 năm trước đây lên, tức là từ 3-4 nghìn năm sau mới xuất hiện cái ông tên là Brahma. Còn trước đó là không bao giờ có Vệ Đà, trước 40 năm đó là cả không có ông Vệ Đà nữa. Vậy thì Brahma này từ đâu tới? Một cái từ nó lừa gạt, đối với người này là từ lừa gạt, đối với người kia là từ lừa gạt. Kể có nhiều câu chuyện này rất buồn cười lắm. Những người Phật tử, những người Phật tử mà cãi nhau là thế này là cười nổi cái chuyện mà cái này nói ra thì cái này kỳ thị tôn giáo cũng nói. Thì nó đơn giản thôi, thí dụ như ngay trong Phật giáo mình tin Phật Di Đà, thế đó đâu có tin, mà ngay bây giờ có nhiều thầy nói Phật Di Đà là mình có tin là bậy tầm mạng, nhưng mà tôi tin thiệt đấy. Tôi tin có thiệt đấy, ngài tin biết ở đâu không biết, nhưng mà tôi tại vì bằng cái kinh nghiệm của mình, trong những lúc mà mình cần cái đối trị cái tâm,
tâm mình sao trộn, cần cái gì đối trị, thở vô thở ra đối trị cũng được, dùng cái từ gì đó đối trị, nó dẹp xuống cái rồi sau thấy gì thấy. Còn những người chưa bao dùng tới cái này đối trị, do là danh từ đó là chỉ một danh từ A Di Đà Amitabha, mà A Di Đà Amitabha được. Có nhiều người nó phải nói A Di Đà Phật, có dùng chữ A Di Đà Phật mới được, làm như là ông Phật ông biết tiếng Việt vậy, nó nói tiếng A Di Đà Phật nghe không biết, phải Amitabha mới nghe, là những Phật không biết tiếng Việt vậy đó, nếu mới gì được, những Phật phải A Di Đà Phật mới nghe mới được, Amitabha mới được, chứ còn A Di Đà Phật Phật cũng nghe. Vậy là đây là con Phật thường quá rồi, tôi thấy mấy cái nhiều lý luận đó, có nhiều ngày đưa sách lý luận những cái từ Ấn Độ là Amitabha, phải Amitabha mới được, chứ còn A Di Đà Phật nó Phật đâu có nghe được. Phật nào mà dở quá cái chữ này không biết. Phật là như là có tha tâm thông mới chớm khởi, chứ nói thì A Di Đà nữa đã biết muốn nói gì rồi, cái cần gì phải nó phải xin chữ này, cũng như đọc chú vậy đó, nó phải đọc chú bằng tiếng Phạm với hai như tiếng Việt nó hay. Chứ Nam Mô Ta Đa Tha Tô Già Đa Già Ra Ha Đê, không có liên nghiệm gì hết á, nên em phải nói là Nam Mô Phật Ta Ra Tỳ Sa Mã Sa Mô Ca Già mới liên nghiệm, thì làm như là đọc cho mấy thằng nghe, mấy Phật nghe rồi cũng phải nói cái chữ này, không nói cái chữ này, chữ này tiếng Việt tôi không biết, tôi biết tiếng Phạn, biết sang Thiên không có, còn cái chữ Việt Nam tôi không biết. Thế nhưng mà đó là những cái gọi là ngôn ngữ để lừa, thì cái YouTube mà dạy cái nào họ tuôn gây rắc rối lắm, dùng cái từ cái đọc lên cái từ này ra người ta muốn xoay chuyển cái từ nào để cái không bị là cái từ ngữ. Bây giờ chúng ta lưu ý những cái này, trong đời chúng ta bị lưu bị lừa gặp những cái này, mà làm sao khỏi bị lừa gạt hơi mới khó đó. Thì hết rồi em, thì có thí dụ thôi, cho nên dùng đó để dùng thí dụ mà nói. Cái thí dụ là gì? Cái đối pháp này, đối pháp tức là dùng cái đối pháp làm thí dụ, cái đối pháp đưa vào cái thí dụ, đã rõ rồi không? Rồi là bây giờ là cái đoạn Nhật Quang Chiếu, khoảng 5 phút nữa, 2:56. Để cái đoạn này là cái đoạn này nó xong cái này nha, đoạn này nó đoạn hơi dài một chút. Đoạn này Phật trả lời này. Cái này thì là cái này tôi nói dài nhưng mà nhớ cái này chút kỹ nha. Tất cả những cái Phật cái pháp đều là có tính cách thí dụ, dùng thí dụ để mà nói, mà ta phải hiểu qua thí dụ để vừa có thí dụ để hiểu cái gì, chứ không để mới hiểu, chứ không phải ngay những cái thí dụ này sẽ lường gạt mình và mình chỉ hiểu, mình tưởng là hiểu rồi, tại vì chúng câu nói cái việc cú pháp đầy đủ ta hiểu, nhưng mà thì ta không hiểu gì cả. Tôi nói thật ra ngay những cái thí dụ này nói rằng a lê gia chuyển tức và sóng biển này ta hiểu hết, nhưng mà thực sự thấy a là gia và chuyển thấp và thấy sóng biển giống nhau chỗ nào, khác là chỗ nào, ta không thấy và ta cứ tin rằng nó giống nhau. Vậy là học đó mà học cái chơi để mà chơi một cái sách mà chơi không có ích lợi gì. Đây là cái cổ, nếu tôi cũng chưa thấy mà tin đây là Phật nó không có sai, mình phải tin Phật cái đã, mình nói Phật nó không sai, và ta sẽ dùng cái khả năng của mình để hiểu được cái chuyện thức và là gia như giống với cái chuyện của sóng biển và cái sóng biển của bờ biển như thế nào, hai cái này đủ đó, ta sẽ quan sát được, ta quan sát được cái chuyển động từ cái sóng biển, và ta sẽ thấy rằng cái những cái chuyện thức của người ta với những cảnh hoạt động của ta nó cũng ghê gớm như sóng biển. Lúc đó người ta cảm thấy như sóng biển, gọi là khi nào bố ý trí nó khởi lên cảm giác sợ hãi. Thì thực sự nếu mà chúng ta đây chúng ra biển, trừ khi chúng ta đi tàu lớn, tàu hải quân này nọ thôi, đi trên một chiếc thuyền nan, đi một bè mà ra ngoài biển, dù có đang thủy từ ta ba cách mấy, khi sóng nó nổi dậy thì cũng phải hải hùng mà thôi, phải tìm cách mà chèo trong thế nào lách qua cái được cái này, tại đi qua giữa biển khơi như vậy là khó. Thì ngay chúng ta cũng vậy, khi chúng ta quan sát được cái chuyện thức chúng ta hoạt động với những cái ngoài cảnh đục với chúng ta như thế nào, là làm đạo lộ như thế nào, thế gương sống biển như thế nào, chúng ta đang chơi với trong cái này như thế nào, đang tìm đó, lúc đó sẽ tìm được, thấy được a là giải thích là những cái mình thấy cái sống biển như thế nào, hiểu được như thế nào. Thực sự ra lúc đó thấy là biển là sóng, a là giải thích im lặng liền, thấy là không có gì cả. Cho nên khi bố ý trí khởi lên cũng vậy, bố ý trí khởi lên bây giờ thấy rằng là
là tất cả giả là cha, mà lên tất cả chủng tử, tất cả chủng tử nghiệp thì có nghĩa là chúng ta sẽ được đạt tất cả là tầm tỉnh. Thì cái này cũng chỉ nói lần đó mà thôi, còn tùy theo cái khả năng là học tập và suy nghĩ của mỗi người nữa, học tập và suy nghĩ. À, cái chỗ này thì bây giờ cũng gần hết giờ rồi nha, 3 giờ. Đấy, 3 giờ. Thì cái đây là câu hỏi các ngài đại vệ đấy không? Cái đoạn chụp đúng hết rồi đó, để xong mình giảng lại thôi, cái này cũng có gì khó không? Nhưng mà giảng chi tiết thì nó hơi đặc biệt, chi tiết những cảm rường rà ra. À, thì chỗ này nói cái này giống như đây nè, đây nếu mặt trời khắp nơi, khắp nơi như em đây, thì đây là đại vệ mới nói này. À, này để ví dụ mặt trời, ánh sáng mặt trời ấy, cái mặt trời xuất hiện ấy, thì nó rọi khắp này, rồi khắp tất cả chúng sanh, mà chúng sanh nó là có 3 hạng, chứ không phải là mặt trời rọi cao rồi thấp ấy. Thì rọi cao thấp được, rọi bậc thượng nó thượng căn thượng trí, bậc trung căn trung trí và hạ căn hạ trí, rồi có chúng sanh có 3 hạng, thượng căn trung căn hạ căn, tức là căn nhạy bén nó cái hiểu liền. Cái căn trung là phải nói được suy nghĩ thời gian, còn cái hạ căn là phải nói về suy nghĩ tu tập nhiều đời. Coi như tất cả chúng ta thuộc về hạ căn hết á. Thì mặt trời khi mà trời sáng thế gian cũng có 3 mức như vậy, 3 hạng người mà cũng có 3 mức, tức là có chỗ sáng trưng, có chỗ sáng vừa, có chỗ sáng quá ít để với bóng đêm để ta đi rồi. Đi mà phải nhiều khi là phải bật thêm đèn mà đi. Mới là Như Lai, Đức Phật xuất hiện thế gian. Đức Phật xuất hiện thế gian cũng như là mặt trời xuất hiện. Mặt trời xuất hiện thì phóng ánh sáng ra, ánh sáng mặt trời chiếu như vậy. Thì Phật xuất hiện thế gian thì rọi thế gian cũng vậy. Phật xuất hiện thế gian là gì? Là vị phàm phu thuyết thật, nói sự thật. Sự thật là sự chân thật, chữ thật sẽ giảng nữa không? Chân thật là gì? Cái nào đúng cái đó không bao giờ thay đổi. Cái này, đặc biệt nha, có nhiều từ đặc biệt lắm, một cái nói sự thật cái đó, thì cũng như là Phật xuất thế nói sự thật, thuyết thật nói sự thật, thật là chân thật, nói cái lý chân thật, cái nói cái lẽ chân thật, cái nói cái gì là chân thật cho phàm phu, thì cũng như mặt trời chiếu sáng, rọi ánh sáng cho chúng sanh. Phật đắc cư là Phật đạt rất là yên trụ, đã ở yên tức là đã tồn, đã sống trong cái pháp tu cánh, cái pháp tuyệt đối rồi. Tức là pháp với Phật là một không phải hai. Đắc này nó không phải là được, là còn nắm cầm trên tay. Nhưng Phật chỉ là cứu pháp đó là pháp tánh, mình gọi là pháp tánh đi. Phật tức là pháp tánh, pháp tánh tức là Phật, hai cả là một. Tức là Phật ở trong đó rồi, biết rõ sự thực, thấy rõ sự thực rồi. Tại sao nó không nói sự thực chúng sanh biết? Tất nhiên là Phật nó bằng thí dụ không? Cái gì thí dụ không? Thực sự là cả niết bàn cũng thí dụ, không có gì là không thí dụ hết. Tại vì thức độ những cái mình ta gọi là thấy thực rồi, chưa thấy chưa biết nó, phải dùng thí dụ. Vậy thì sao không dùng thực sự chỉ chúng sanh thấy, mà là phải dùng thí dụ, tức là nó vòng vo vậy đó. Sao Phật chỉ giảng rõ rồi, bây giờ là tạm thời hết nha, để đây tôi tắt rồi này. Mm-hmm.